Ngày 19 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Ông nhấn mạnh rằng sự mở rộng liên tục của liên minh quân sự này không phải là mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào. Theo đó, phát biểu tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ đệ trình báo cáo lên Quốc hội Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp bật đèn xanh cho việc đưa hai quốc gia Bắc Âu vào Liên minh NATO. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Thụy Điển và Phần Lan đã là một trong những đối tác thân thiết nhất của Mỹ về một loạt vấn đề. Ông Biden tự hào đảm bảo với hai quốc gia này rằng họ có được sự hậu thuẫn hoàn toàn đầy đủ của Mỹ. Ca ngợi các chính phủ dân chủ và quân đội hiện đại của cả hai quốc gia Bắc Âu, Tổng thống Joe Biden nói rằng sự tham gia của họ sẽ làm cho NATO mạnh hơn. Ông Biden nói thêm rằng các thành viên mới gia nhập NATO không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào và mục đích của liên minh là bảo vệ, chống lại hành động gây hấn. Tổng thống Joe Biden tuyên bố cánh cửa của NATO vẫn mở cho những thành viên tương lai khác. Thưa quý vị, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao của tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Nghệ An làng sen quê Bác, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tên vàng. Chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài sen là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm 3 phần: phần 1, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người; phần 2, Nghệ An làng sen quê Bác; phần 3, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tên vàng. Chương trình là khúc biến tấu mang tính nghệ thuật, tính sáng tạo cao nhằm ca ngợi làng sen và mảnh đất Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và đang trên đà phát triển đi lên, đồng thời giới thiệu về cuộc sống mọi mặt, những thành tựu đã đạt được trên chặng đường của thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, sáng tạo và văn minh. Cũng vào tối qua ngày 19 tháng 5 tại thành phố Cao Lãnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội sen năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chủ đề Sen ngày mới, lễ hội sen Đồng Tháp được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế về sen Đồng Tháp. Lễ hội sen được diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động diễn ra như không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm chế biến đa dạng về sen, xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong dịp này, Đồng Tháp còn khánh thành khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, nơi mà hơn 100 năm trước, cụ phó bản, thân sinh của người đã chọn làm nơi dừng chân và an nghỉ. Điểm nhấn là Đồng Tháp đã đầu tư và bày trí vào đây cả không gian đa sắc màu của sen. Ngày hôm qua, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác ở quảng trường Hồ Chí Minh, thủ đô Moscow có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đại diện Hội người Việt Nam, Hội hữu nghị Nga Việt, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, các cựu chiến binh Nga và đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga. Cũng trong sáng qua, tại thành phố Saint Petersburg, Nga, chính quyền thành phố đã tổ chức lễ đặt hoa tại phiến đá nơi xây dựng tượng Bác ở đại lộ Khai Sáng, nơi giao cắt với phố Hồ Chí Minh. Tại khuôn viên trường đại học tổng hợp Saint Petersburg đã có triển lãm tranh về Việt Nam hiện đại, chương trình biểu diễn văn nghệ của các sinh viên Nga và Việt Nam đang học tại trường đại học tổng hợp Saint Petersburg và các trường đại học khác của thành phố. Trước đó, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố đã tổ chức những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg với nhiều hoạt động ý nghĩa, vun đắp cho tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai dân tộc Nga-Việt. Sáng nay, Bộ Tài chính đã ra thông báo về việc kỷ luật đối với các trường hợp là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đó, quan trọng nhất là cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Bộ Tài chính cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác.
Thưa quý vị, sau 12 ngày chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm với số tiền phải nộp đợt 1, Chi cục thuế thành phố Thủ Đức vẫn chưa cưỡng chế được đồng nào do tài khoản của hai doanh nghiệp này không có tiền. Theo các chuyên gia, khi năng lực tài chính của doanh nghiệp này không đảm bảo để thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thì cách tốt nhất chỉ là chờ đến hết thời hạn 180 ngày kể từ ngày ra thông báo thuế, đơn vị trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm. Ngày 6 tháng 5, Chi cục thuế thành phố Thủ Đức đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản hai doanh nghiệp là công ty cổ phần Dream Republic và công ty SP Sin Mega do quá hạn đóng tiền trúng lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, đến nay, ngành thuế vẫn chưa cưỡng chế được đồng nào vì tài khoản của hai doanh nghiệp đều không có tiền. Ngành thuế cũng cho biết, hết 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế, tức ngày 6 tháng 6, nếu Chi cục thuế thành phố Thủ Đức vẫn chưa thu được tiền thì sẽ chuyển qua hình thức cưỡng chế khác. Quyết định cưỡng chế sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Nếu sau khoảng thời gian đó mà các đơn vị vẫn chưa nộp đủ thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước kiểm tra cưỡng chế tiếp theo. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, công ty cổ phần Dream Republic, đơn vị trúng thầu giá lô đất 3 đến 5, các công ty cổ phần Sin Mega, đơn vị trúng thầu giá lô đất từ 3 đến 8, trước đó đều đã gửi văn bản đến cơ quan này lý giải việc chậm nộp tiền. Theo đó, hai doanh nghiệp cho biết đã gặp nhiều khó khăn phát sinh nằm ngoài dự toán như phản ứng trái chiều của thị trường, các thông tin tiêu cực được tung hứng hay bỏ cọc của hai công ty trúng đấu giá trước đó đã gây nhiều khó khăn cho việc đàm phán của công ty với các nhà đầu tư. Theo các luật sư, ngành thuế có thể thực hiện các biện pháp mạnh tay để thu nợ thuế nhưng cũng sẽ là bất khả thi trong trường hợp doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính. Thì trong trường hợp cuối cùng có thể khởi kiện ra tòa để mà yêu cầu trả các cái khoản nợ tiền thuế. Tuy nhiên á, khi mà khởi kiện ra tòa thì phải xem thử cái khả năng, giả sử trong trường hợp mà bên chỗ cơ quan thuế thắng kiện thì cái khả năng thực thi cái bản án đó nó như thế nào. Nếu nhận thấy rằng cơ quan này không còn tài sản nào khác thì phải xem, phải thật sự là thận trọng, bởi vì khi mà khởi kiện trong những trường hợp này á, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, chính sách, pháp luật. Thế thì nếu như mà tất cả các biện pháp đấy chúng ta áp dụng dựa trên nền tảng một doanh nghiệp mà không có năng lực tài chính ấy, thì không có ý nghĩa. Thế thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là nếu mà doanh nghiệp không thực hiện được thì chỉ có thể suy xét theo cái hướng là doanh nghiệp đã vi phạm nghĩa vụ của bên trúng đấu giá. Và như vậy thì có nghĩa là hợp đồng sẽ hủy bỏ. Đến ngày 6 tháng 6, ngành thuế có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác để thu nợ thuế. Sau ngày 6 tháng 7, thời gian nộp tiền trúng đấu giá 180 ngày sẽ hết. Lúc đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phải trình Ủy ban nhân dân thành phố hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và khi đó hai doanh nghiệp này sẽ bị mất tiền đặt cọc. Khi có quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế sẽ ngừng cưỡng chế theo quy định. Sáng nay 20 tháng 5, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2022 với chủ đề Nâng cao nền tảng số cho ngành dịch vụ. Năm 2021 được đánh giá là một năm đầy khó khăn của kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP giảm thấp nhất trong vài thập kỷ, chỉ đạt 2,58%. Tuy nhiên, những thay đổi về quan điểm, cách tiếp cận và việc áp dụng một số chính sách mới đã giúp nền kinh tế, cả khu vực công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thần tốc triển khai mạnh mẽ từ cuối quý 3 năm 2021 đã giúp Việt Nam nhanh chóng cải thiện tình hình. GDP quý 1 năm 2022 đạt mức tăng trưởng 5,03% so với mức tăng 4,72% của quý 1 năm 2021 và 3,68% của quý 1 năm 2020. Tại hội thảo, các chuyên gia khuyến nghị, năm 2022, Việt Nam cần chú trọng kiểm soát các nguy cơ lạm phát từ cả trong và ngoài nước, đặc biệt cần nghiên cứu để giảm thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá xăng dầu ở thời điểm hiện nay nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng khác. Với 100% đại biểu có mặt, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương bố trí cân đối vốn cho dự án đường Vành Đai 4. Đây là nội dung chính tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 diễn ra sáng nay. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án đường Vành Đai 4 được đầu tư dự kiến trên 85.800 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội dự kiến trên 23.500 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 là gần 19.500 tỷ đồng, còn lại là giai đoạn 2026-2030.
Hà Nội dự kiến bố trí vốn và giải ngân năm 2022 là khoảng 100 tỷ đồng, năm 2023 là khoảng gần 8.400 tỷ đồng, năm 2024 là khoảng gần 6.000 tỷ đồng và năm 2025 khoảng 5.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố cam kết đảm bảo nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí hàng năm sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo luật định. Tiến độ và thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có chiều dài 112,8 km, trong đó qua thành phố Hà Nội là 58,2 km, tỉnh Hưng Yên 19 km, tỉnh Bắc Ninh 25,6 km và tuyến nối quốc lộ 18 dài 9,7 km. Quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên. Dự án được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần, trong đó nhóm 1 với 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, nhóm 2 với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn 3 địa phương, nhóm 3 với 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng BOT. Thưa quý vị, như VTC14 đã phản ánh thì tại xã Phú Ninh và Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, hiện đang xảy ra câu chuyện hàng chục hộ dân mua nhà thanh lý hơn 20 năm dù đã làm các thủ tục pháp lý theo hướng dẫn, thế nhưng hiện nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Cực chẳng đã, 21 người dân nơi đây đã phải làm đơn để cầu cứu khắp nơi. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, VTC14 mới đây đã có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân của huyện Phú Ninh. Trao đổi với VTC14, ông Nguyễn Tiến Sơn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh xác nhận có việc 21 hộ dân mua nhà thanh lý công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 238 từ năm 2003, nhưng đến nay vẫn chưa được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Sơn cho biết, để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, thì trước đó, năm 2016, công ty này đã thực hiện việc trả lại diện tích đất được cấp tại xã Phú Ninh và Phú Lộc cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh quản lý. Liên quan câu chuyện này, VTC14 đã đặt câu hỏi với ông Sơn. Vì sao từ năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh đã ra quyết định thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau 6 năm thì việc này vẫn dậm chân tại chỗ? Và đây là ý kiến của ông Sơn. Là vì tại thời điểm đấy là chúng ta chưa có cái nghị định 01 để sửa đổi cái nghị định số 43. Tháng 11 năm 2017 lúc đó thì cái mới ban hành cái nghị định số 01 năm 2007 và sửa đổi và điều chỉnh có bổ sung thêm cái khoản 6 của điều 23 nghị định số 43 thì mới có nội dung là trường hợp chưa có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận đất, thì chúng tôi mới tiến hành, sau đó thì chúng tôi bắt đầu mới tiến hành xác minh. Còn trước đấy thì nếu anh không có nhà, anh không ở đó thì sẽ không bao giờ đủ điều kiện để cấp giấy nhận quyền sử dụng đất. Từ thực tế trên, ông Sơn khẳng định căn cứ vào các quy định của pháp luật thì một số hộ mua nhà thanh lý hiện đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, với điều kiện các hộ này cần phải làm hồ sơ và đơn xin cấp đất. Có 3 trường hợp là đang ở tại chỗ, đó là nhà bà Hồng, nhà ông Lương Đức, nhà bà Thú. Thì 3 trường hợp này đương nhiên đang đủ điều kiện và chúng tôi cũng đã làm việc với công ty rất nhiều lần, hoặc là đề nghị là không thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước cho 3 hộ này để họ đảm bảo cái cuộc sống đã. Chứ còn những trường hợp khác thì cùng với phối hợp, tức là công ty sẽ phối hợp cùng Ủy ban nhân huyện để mà kiểm tra xác minh, sau đó thì trường hợp nào đủ thì chúng ta sẽ cấp dần. Được biết, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh đã có văn bản 579 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết đơn của 21 hộ dân xã Phú Ninh và Phú Lộc, thời hạn là trong tháng 6 năm 2022. Và nếu làm đúng tinh thần của văn bản này, thì ước nguyện của người dân sẽ trở thành hiện thực sau 20 năm. Trước năm 2013 trở về trước, ấy, thì cũng ở cái đơn vị chúng tôi đây là những cái đơn vị khác, thì những cái ở cái trên cung đường này như ở cái địa điểm khác, thì người ta cũng được cấp nhà thanh lý nhưng người ta vẫn làm được. Người ta, địa phương người ta vẫn cấp giấy cho người ta. Thế nhưng còn trở những năm trở lại đây thì bảo là theo cái chính sách mới như nào đó thì không cấp, chúng tôi cũng nhận.
Bây giờ nó ọp ẹt, nó bao nhiêu lần sửa đi sửa lại rồi. Tất cả mọi người ở đây, các cô ở đây ở, nhưng mà vì điều kiện là các cô cũng đông người, thế mà nhà ở ọp ẹp như thế này thì các cô không ở được. Các cô phải đi thuê nhà chỗ khác. Tôi mua nhà thanh lý là của công ty bán lại cho cán bộ nhân viên để giải quyết chỗ ở, chỗ ăn ở, chỗ để phục vụ của cái công tác về duy tu đường ấy. Thì cũng lúc đấy là hết có mấy triệu thôi. Chúng tôi thì cũng nguyện vọng của nhân viên cán bộ chúng tôi là cũng chỉ mong muốn là các cấp chính quyền, nhất là các quân quyền địa phương bây giờ là giải quyết làm sao để giải quyết cho thấu tình đạt lý về cái chúng tôi là có cái quyền sử dụng đất để chúng tôi ổn định chỗ ăn ở. Mong mỏi có một mảnh đất, ngôi nhà trên chính thửa đất mà bản thân đã bỏ tiền ra mua, chắc chắn là ước mơ của nhiều người, chứ không riêng gì 21 hộ dân ở xã Phù Ninh và Phú Lộc. Và sự chờ đợi lên tới hơn 20 năm.